Đối với robot có tính năng tự lưu giác, hầu hết các bạn sẽ nghĩ là khi mà sử dụng robot này thì các bạn sẽ không phải làm gì là sai nhé. Các bạn vẫn phải vệ sinh và bảo dưỡng tất cả các cái bộ phận hao mòn như đối với các loại robot khác. Chỉ khác là các bạn sẽ chứa được rác lâu hơn so với robot không có cái tính năng tự lưu giác này. Và cái hộp bụi này nó sẽ ở đây, nó sẽ chuyển rác từ hộp bụi trên robot lên trên cái túi rác. Và cái túi rác này thường sẽ có dung tích là 2,5 lít. 2,5 lít nó sẽ gấp khoảng tầm 5 lần so với cái hộp bụi của robot, và nó sẽ chứa được đến mức khoảng tầm từ 1 tháng đến 2 3 tháng tùy vào cái lượng rác của nhà chúng ta. Và khi mà chúng ta đổ rác thì chúng ta bắt buộc phải vứt cái túi này đi. Vì túi này theo thiết kế của hãng là túi sử dụng một lần. Và mình cũng sẽ có một cách giúp các bạn là tiết kiệm hơn. Vì cái túi này nó cũng khá là đắt, nó khoảng tầm 150 một túi, thậm chí nhiều hơn nếu mà túi của chỉ có hãng. Thì chúng ta tái sử dụng bằng cách là các bạn sẽ tìm cách cho rác ra. Nó rất là khó cho ra vì đây là cái ống một chiều. Thì các bạn sẽ tìm cách đẩy đẩy cho rác nó chui ra. Khi mà các bạn lấy được hết rác ra rồi thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng, chúng ta sẽ gắn vào. Đó. Nhưng các bạn cũng không nên tái sử dụng quá nhiều lần. Nếu các bạn tái sử dụng quá nhiều lần, cái túi này nó mất cái khả năng thoát khí, thì cái việc tiết kiệm của các bạn đấy nó sẽ gây ra nó tắc các cái đầu ống dẫn này, và nó sẽ làm cho hỏng các cái bộ phận ở bên trong cái đốc lưu giác này. Và cái giá trị của đốc lưu giác này rất là lớn, cho nên là khi mà sửa chữa thì cũng là một vấn đề. Và đối với cái túi mà bằng quai giấy này thì khi mà gắn này, các bạn sẽ hay làm gãy cái quai này hoặc là rách. Các bạn chú ý là khi mà gắn này, mình có một cách là mình sẽ mở phun cái miệng này ra, tức là mình ấn nó xuống theo cái trạng thái là đã đóng này, và mình giữ nguyên như này, mình để thẳng nó xuống thì nó không bị gãy cái quai này đó, mà nó sẽ khít được vào. Và khi mà gắn xong thì bạn sẽ kéo rộng ra. Và riêng đối với loại robot mà có túi tự lưu giác này thì các bạn chú ý cho mình là phải đặc biệt chú ý đến những cái bộ phận chuyển rác, ví dụ như cái vị trí này, không để nó tắc này. Nó mà tắc thì rác nó sẽ không chui được lên, sẽ làm cho có thể hỏng cả motor. Và các vị trí này luôn luôn phải giữ sạch sẽ. Có khi robot nó về đốc này, chỉ cần lệch một chút nó sẽ không vào được đốc. Nhưng mà mình phải vệ sinh các cái bộ phận như là điểm tiếp sạc ở đây, cái mắt cảm biến ở cái chỗ này,